Ok, xin chào các bạn, Jisoo fan yêu quý của Belo đây là Tổ. Và tiếp tục trong chuỗi livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một phiên bản Jisoo mới nhất cho dòng Jisoo DW5600. Và chúng ta đã vô cùng là quen thuộc với phiên bản phối màu kinh điển của Jisoo trên thị trường Jisoo toàn cầu cũng như là tại Jisoo Việt Nam. Đó chính là DW5600BB rồi phải không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái phiên bản full black nữa, nhưng được kim loại hóa, được phủ lên vỏ ngoài, một cái lớp vỏ ngoài bằng benzen, bằng kim loại, và nó được phủ một lớp sơn màu đen bằng công nghệ mạ ion plated, công nghệ mạ ion rất đẹp. Và chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng trực tiếp tại Belo Lê Tổ trong buổi livestream ngày hôm nay nha. Và chúng ta sẽ có phiên bản GB5600B1. Đây chính là cái phiên bản cuối cùng mà Belo sẽ đập hộp trong chuỗi đập hộp những cái phiên bản Jisoo GM5600 mới nhất. Chúng ta đã có những video clip đập hộp GM5601 này, và vừa rồi là GM5600B3 này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp nốt cái phiên bản GM5600B1 cùng với module máy 3229 để hoàn thiện nốt cái bộ sưu tập livestream và đập hộp dòng GM5600 tại Belo Lê Thái Tổ nha. Vâng, và chúng ta vẫn sẽ sở hữu một chiếc hộp đơn rất là gọn gàng của Jisoo với dòng GM5600. Và khi mà các bạn mở hộp ra này, chúng ta sẽ tiếp tục có những cái phụ kiện rất là quen thuộc rồi. Ở đây chúng ta sẽ gồm có sách về bảo hành quốc tế này, chúng ta sẽ có một cái hộp thiếc hình lục giác của Casio Jisoo rất là đẹp và rất là quen thuộc với các bạn Jisoo fan rồi. Và khi mà các bạn mở hộp ra thì ở đây chúng ta sẽ thấy thêm những cái phụ kiện khác nữa. Thì gồm có 3 cái phụ kiện từ phía nhà sản xuất và nhà phân phối trang bị cho các bạn. Đầu tiên là cái sách hướng dẫn sử dụng cho module 3229 của dòng GM5600 cũng như là dòng DW5600 nói chung. Chúng ta sẽ có sách bảo hành quốc tế này, và mình cũng đã giới thiệu với các bạn khá là nhiều lần rồi với những cái danh sách, những cái đối tác bảo hành quốc tế của Casio Jisoo ở phần phía sau của sách này. Thì các bạn có thể tham khảo chính xác những cái thông tin liên hệ với họ qua cái phần sau của sách này nha. Và đây là một cái thẻ rất là quan trọng, và các bạn lưu ý là chúng ta cần phải giữ kỹ cái chiếc thẻ này để nhận được đầy đủ cái chế độ bảo hành 5 năm cho thân máy vô cùng là tuyệt vời và chỉ duy nhất tại Việt Nam chúng ta có mà thôi. Và cái chế độ bảo hành này nó sẽ chỉ được áp dụng duy nhất cho các sản phẩm Jisoo chính hãng và phải phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam với tem vàng chống giả phía sau nắp lưng thì chúng ta mới nhận được cái chế độ bảo hành vô cùng là tuyệt vời như thế này. 5 năm cho thân máy, có thể nói là kết hợp với cả cái chương trình thay pin miễn phí trọn đời tại Belo Lê Thái Tổ thì các bạn sẽ không bao giờ phải có bất kỳ một cái vấn đề gì lăn tăn khi mà các bạn mua sắm những chiếc đồng hồ Jisoo chính hãng và phân phối chính thức tại Việt Nam, tại Belo Lê Thái Tổ. Và ở đây, nhân vật chính của chúng ta sẽ được nằm rất là gọn gàng và được bao bọc rất là êm ái trong những chiếc hộp rất là cứng cáp như này, với những lốp mút xốp này, có ni lông này. Rồi này, chúng ta sẽ bỏ từng thứ một ra. Ok. Và GM5601 của chúng ta ngày hôm nay đây. Với GM5601 thì chúng ta sẽ được thiết kế theo một cái tông ôm black tương tự như là cái basic black của dòng DW5600BB. Chúng ta vẫn sẽ có một cái sợi dây màu đen này, được hoàn thiện theo kiểu nhựa mờ này, rất là đẹp và rất là mịn. Và điểm đặc biệt trên những dòng GM5600 như mình đã giới thiệu thì các bạn có thể thấy là cái phần cần chốt gạt tay dây rất là dễ dàng. Các bạn sẽ có thể dễ dàng khi mà các bạn có bóng tay này, chúng ta gạt sang phải là chúng ta sẽ lấy được cái sợi dây này ra. Và chắc chắn rồi, với cái kiểu thiết kế dây gạt này thì sẽ không chỉ có những cái bộ dây màu đen hay là bộ dây màu xanh của GM5600B3 thì chúng ta sẽ còn có rất là nhiều các cái phiên bản dây khác nhau sẽ được Casio giới thiệu tiếp tục trong thời gian tới ở trên thị trường. Và khi mà có những cái thông tin chính thức thì Belo cũng sẽ đăng tải và giới thiệu đến các bạn ngay. Chúng ta sẽ cùng nhau tháo gỡ cái lớp siêu mặt của GM5600B1 ra để chúng ta chiêm ngưỡng phần nắp lưng. Và nắp lưng của GM5600B1 thì cũng sẽ tương tự như hai cái phiên bản còn lại. Chúng ta vẫn sẽ có những cái thông tin như là module máy là 3229, dòng GM5600B, nắp lưng bằng thép không gỉ stainless steel. Và các bạn có thể thấy là cái nắp lưng này nó cao cấp hơn hẳn cái dòng Jisoo 5600 cũng như là 5600BB nói chung. Các bạn sẽ thấy là cái dòng GM5600 này nó được lột xác từ trên xuống dưới. Chúng ta sẽ có nắp lưng bằng thép không gỉ này và được sản xuất hoàn toàn tại Thái Lan, made in Thailand. Và chúng ta sẽ có water resist 23, đó là mức chống nước ở mức 23,
tương đương với 200m, giúp các bạn thoải mái đi bơi, đi biển và thậm chí đi lặn để bình dưỡng khí. Và lấp lánh ở phần phía sau, phần nắp lưng này, chúng ta sẽ có phần tem vàng chống giả để giúp cho các bạn luôn luôn yên tâm. Tất cả sản phẩm tại Belo thì đều là hàng chính hãng và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Và ở dưới phần tem vàng này thì chúng ta sẽ có một cái icon G-Shock cùng với cả logo Shock Resist để biểu tượng cho khả năng chống sốc vừa nhờ cái cấu trúc hấp thụ lực va đập sốc absorbing structural được dập in laser ở phần nắp lưng của đồng hồ. Và ở đây cái dòng chữ này nó chính là cái series của đồng hồ. Rồi. Vâng, và xin chào các bạn với GM5600B3. Và các bạn có thể thấy ở đây thì với GM5600B3 thì tiếp tục chúng ta sẽ có một cái phiên bản All Black, Black Basic khác của dòng DW5600 với vỏ bằng kim loại. Khi mà các bạn đặt cạnh 5600BB thì GM5600B3 của chúng ta cho chúng ta một cái màu đen nó sâu hơn rất là nhiều. Các bạn có thể thấy là cái viền benzen của DW5600BB nó bằng nhựa và nó được hoàn thiện nhám. Do đó là khi mà các bạn đặt lên ánh sáng ấy, thì không bao giờ nó được một màu đen sâu thẳm như là chiếc GM5600B1 cả. Với cái công nghệ mạ ion blended, công nghệ mạ phủ ion thì chúng ta sẽ có một cái màu đen nó rất là sâu. Và đặc biệt một điểm mình rất là thích đấy cũng tương tự như GM5600B3, đấy chính là cái viền benzen trên này nó được phay xước và các cái logo protection cũng như là G-Shock của chúng ta được khắc laser dập chìm rất là sắc nét và rất là đẹp như thế này. Logo Casio cũng như là tên các nút bấm thì chúng ta cũng sẽ hoàn toàn tương tự như 5600BB. Chúng ta vẫn sẽ có Adjust Mode, Casio Light, Start Stop. Đây là những nút cơ bản của dòng DW5600 rồi. Và chính vì các cái nút cũng như là module máy nó hoàn toàn giống nhau, nó đều là module máy 3229. Do đó là GM5600B1 cũng sẽ thừa hưởng toàn bộ những cái tính năng của DW5600. Nổi bật có thể kể đến như là chống sốc này, chống nước này ở mức 200m này, đèn LED IR backlight này. Chúng ta sẽ có bấm giờ thể thao, chúng ta có bấm giờ đếm ngược, chúng ta có cài đặt báo thức. Và đặc biệt là ở dòng DW5600 thì chúng ta sẽ còn có cả đèn flash nữa. Khi mà các bạn báo thức và các bạn bấm giờ đếm ngược thì khi mà kết thúc cái khoảng thời gian đếm ngược hoặc đến giờ báo thức thì đèn flash nó sẽ nhấp nháy lên. Và các bạn có thể tham khảo cái video clip mà hướng dẫn sử dụng toàn bộ những cái tính năng của đồng hồ DW5600 mà mình đã thực hiện ở trên kênh YouTube G-Shock VN Channel để các bạn có thể thông tạo hết tất cả những cái tính năng được Casio cài đặt trên module 3229 của dòng GM5600 hay là DW5600 nha. Và LCD của GM5600B1 của chúng ta vẫn sẽ dùng cái LCD của dòng DW5600BB. Chúng ta vẫn sẽ là cái LCD bị động với nền đen và tích trắng, và nó cực kỳ là phù hợp cho một cái phiên bản All Black như thế này. Nó sẽ tạo cho chúng ta một cái vẻ ngoài rất là ngầu, và với màu đen như này thì nó cũng sẽ rất là dễ phối kết hợp cùng với các trang phục của chúng ta. Và hoàn toàn các bạn có thể phối kết hợp GM5600B3 với những áo thun hoặc là kể cả sơ mi khi mà các bạn đi làm thì nó cũng rất là chất và rất là trẻ trung và năng động. Và các bạn có thể thấy ở trên màn hình của chúng ta ở đây, chúng ta sẽ đang có 3 phiên bản ở trong bộ GM5600 được giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam cũng như là Belo Lê Hế Tổ. Và các bạn có thể thấy là toàn bộ những cái phiên bản GM5600 của chúng ta sẽ đều được trang bị cái màn LCD bị động. Và nếu mà các bạn muốn cái màn nó sáng hơn thì chúng ta sẽ chọn sang các cái phiên bản như là DW5600E thì chúng ta sẽ có màn LCD chủ động thì nó sẽ sáng hơn nha. Và với GM5600 thì cũng sẽ tương tự như DW5600E thôi, thì các bạn có cổ tay chỉ khoảng 14.5-15 trở lên là chúng ta đã đeo được rồi. Và đặc biệt là các bạn có cổ tay khoảng 16cm như mình thì các bạn sẽ đeo cực kỳ là vừa tay và rất đẹp khi mà các bạn lên tay GM5600B1. Và đây là một cái phiên bản được nhiều các bạn chọn mua nhất tại Belo Lê Hế Tổ. Các bạn có thể thấy là khi lên tay nó cho chúng ta một cái vẻ ngoài màu đen rất đẹp và cực kỳ là nam tính. Và mới một cái màu cơ bản như thế này thì kể cả các bạn phối cùng với áo sơ mi nó cũng sẽ rất là lịch sự và trẻ trung, rất đẹp thưa các bạn. Tương tự như DW5600 thì GM5600B1 của chúng ta cũng sẽ có thời lượng pin nó là xấp xỉ 2 năm theo công bố của nhà sản xuất. Nhưng mà thời lượng pin sử dụng thực tế của các bạn là các bạn yên tâm là các bạn sẽ sử dụng trong khoảng 4 năm thì chúng ta mới cần phải thay pin. Và các bạn cũng luôn luôn yên tâm là Belo sẽ thay pin miễn phí trọn đời cho các bạn. Thế nên là khi mà các bạn hết pin thì chúng ta chỉ cần mang qua Belo Lê Hế Tổ để chúng ta thay pin mà thôi. Và kích thước vỏ của GM5600B1 theo công bố của nhà sản xuất thì chúng ta sẽ có 49.6mm cho chiều cao, 43.2mm cho bề ngang và 12.9mm cho độ dày. Tổng trọng lượng của nó chắc chắn rồi, nó sẽ nặng hơn so với cả DW5600BB hay là 5600E vì cái lớp vỏ benzen bằng kim loại. Và
nó nặng hơn nhưng mà nặng hơn không quá nhiều. Và tổng trọng lượng của GM5006B1 cũng như là GM5006 nói chung là 73g, một trọng lượng rất là hợp lý để cho các bạn có thể thoải mái đeo những phiên bản GM5006 trong suốt cả ngày hoạt động. Và một chút những cái thông tin mà Belo muốn gửi đến các bạn, những cái hình ảnh thực tế trực tiếp tại Belo Lê Hế Tổ mà Belo muốn gửi đến các bạn trong buổi live stream ngày hôm nay. Và khi mà các bạn mua những phiên bản đồng hồ G-Shock GM5006 cũng như là GM5006B1 thì các bạn sẽ luôn luôn nhận được đầy đủ những cái phụ kiện từ phía nhà sản xuất và nhà phân phối. Chúng ta sẽ có hộp giấy, hộp thiếc và sách hướng dẫn sử dụng này, sách bảo hành quốc tế này và thẻ bảo hành quốc tế với giá trị là 5 năm ở trên toàn quốc Việt Nam và 1 năm ở trên thị trường quốc tế. Ngoài ra thì Belo sẽ tặng kèm cho các bạn rất là nhiều các phần quà hữu ích và thú vị như là thẻ thay pin G-Shock miễn phí trọn đời. Và các bạn không chỉ có được thay pin G-Shock miễn phí trọn đời, chúng ta sẽ còn được vệ sinh G-Shock bằng sóng siêu âm, giúp cho đồng hồ của các bạn nhanh chóng sạch sẽ và lung linh thơm tho như mới khi mà các bạn mang đồng hồ đã qua sử dụng đến Belo Lê Hế Tổ. Belo sẽ cho nó vào cái thiết bị đánh sóng siêu âm này để giúp cho các bạn nhanh chóng sở hữu một chiếc đồng hồ G-Shock của bạn cách vô cùng là sạch sẽ. Tất cả những cái vết bẩn két ở trong các cái kẽ của đồng hồ này nó sẽ được đánh bung ra hết, rất sạch và rất bóng trở lại. Và Belo sẽ còn tặng kèm cho các bạn những chiếc vòng đeo tay G-Shock Chrome như thế này. Và chắc chắn rồi, với phiên bản All Black này thì chúng ta có thể kết hợp được với rất là nhiều các cái phiên bản vòng đeo tay khác nhau tại Belo Lê Hế Tổ. Chúng ta có thể kết hợp với cả vòng đeo tay đen trắng, trắng đen hay là đen đỏ nữa. Đó là một điểm nhấn rất là thú vị khi lên tay, rất đẹp từ các bạn. Mình rất là mong gặp được trực tiếp các bạn tại Belo Lê Hế Tổ, số 46 Lê Hế Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, để chúng ta có thể trải nghiệm trên tay trực tiếp GM5006B1 cũng như là hàng trăm mẫu đồng hồ G-Shock khác được cập nhật liên tục tại Belo Lê Hế Tổ. Vâng, và rất là cảm ơn sự theo dõi cũng như là ủng hộ các bạn G-Shock fan trong suốt thời gian qua. Và các bạn có bất kỳ một cái câu hỏi hay là thắc mắc gì, các bạn có thể comment ngay ở trên video clip live stream ngày hôm nay, hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp cho fanpage G-Shock VN của Belo Lê Hế Tổ, thì các bạn chăm sóc khách hàng của Belo sẽ tiếp nhận và trả lời toàn bộ những cái thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất. Và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và rất mong gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì mình xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.